Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hello mọi người. Hôm nay là để coi cái âm thanh lên chưa. Hôm nay là cả hai ba anh em. Thì làm sao để có chồng một bên nè. Đó là đi công việc rồi sẵn rồi trưa rồi đói bụng rồi nên là mình đi vô kiếm cái quán gì ăn. Đang ở trên đường Phan Xích Long á nên là cái quán này để vô ăn thử coi làm sao. Tại vì có rồi. Đồ Thái các bạn ơi. Tôi đang đồ Thái, bữa giờ ăn đồ Việt Nam rồi được chưa? Cũng nhiều quá. Nên là mở nó đi vô muốn ăn đồ Thái, vô ăn đồ Thái thử. Đậu xe chỗ khác hả Bảo? Ba anh em đi à, còn là mấy đứa nhỏ thì nó ở nhà. Ồ, đây có bán giò chó quẩy không? Có bán quẩy không cô? Dạ không hả? Dạ. Baby, you want anything on this? Rồi Ngọc hỏi chồng, còn anh có muốn ăn cái gì cho mày không? No, it doesn't have the fingers. Ờ, không có cái... không có cái món nào không thích. Hiện tại khi vô đây mà là Ngọc kêu khoảng 6 món. Thì cái món đầu tiên này đó là giống như là thịt mà chiên chiên nó ăn chung với lại cái này á, là cái cơm nếp. Cái này là nếp. Ủa này sao mà khó vậy? Đó, nếp này nè. Cách trình bày rất là đẹp. Cái con nguyên trên con đường Phan Xích Long này thì Ngọc thấy là rất là nhiều nhà hàng ăn uống luôn. Đây là có cái nước chấm của nó nè. À, ngon. Còn đây á, là gỏi cá trích à, là ăn chung với lại gỏi cá trê, ăn chung với lại xoài xanh. Thì Ngọc nghĩ á, là người ta bằm thịt cá, bằm tất cả mọi thứ chung vô hết rồi, rồi cái ướp vô bột xong rồi cháy chiên lên. À, có xoài xanh này này. Rồi em mời anh Bảo nha. Mời mọi người nha. Bảo thử thoải mái thưởng thức đi Bảo. Ok baby, let's eat. Rồi. So signature. Yeah, cái món này là signature ở đây. Được không, được không? Món signature đó. Sắp hơn từ chua. Sắp từ chua. Ăn với cơm nếp á. Ăn với xôi chứ. Nãy giờ nó nếp, bỏ vô đây vô luôn đi. Chứ còn bỏ vô nó cong quá. Đó. Vậy đó như vậy. What is that? Sticky rice. Oh, sticky rice. This is how they... Cái thường thường mà ăn với nếp thì nếu mà Ngọc nhớ không lầm á, là cái miền Tây của Thái Lan là người ta ăn với lại xôi nhiều. Ngọc chấm vô thử nha. Thì Quỳnh ăn bài bản lắm rồi, dẫn đâu. Thịt thì thơm. Sốt chua chua. Thơm ha, em thích à, thơm giống dầu thơm ha. It's pretty good. Giỡn giỡn chọc chọc vô cho vui các bạn ơi. Ngon lắm. Mà cái nước sốt thì chua. Cái sốt thì chua giống me vậy. Tối nay là không biết thèm ăn món gì à. Không đã thèm Thái Lan không Thái. Không. Cho lạ miệng chút. Thái là một hả? Giờ mà phở với bún bò nữa cũng. Ủa? Thế gì đâu có. Nó giòn nó bảo ăn thử đi. Bây giờ nó có chiêu đó. Anh Bảo nghe gỏi cá trê thì anh tưởng là giống như gỏi Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà anh nào biết là gỏi này nó lạ. Thấy không? Giòn không? Còn đi không? Lạ không? Bầm nhuyễn ra rồi, ướp chung với bột. Ngọc chưa ăn luôn mà Ngọc nhìn là Ngọc đón thôi, đó là nền thôi chứ chưa ăn. Sao vậy cho người ta? Để đũa. Try it baby, it's crispy, really good. Cảm ơn. Thì cơm trái nha. Giống như cơm trái nha. Còn nhiều món nữa, từ từ hãy thưởng thức hết. Để thử ăn cái gỏi cá trích này như thế nào. Mọi người nghe độ giòn quá không? Không có cảm nhận là mình đang ăn cá. Nhưng mà nó có mùi cá trong đó. Cái này giống như gỏi đu đủ mà này là gỏi xoài. Tôi bỏ gỏi xoài ra ăn mới ngon. Cứ thơm thì nó hơi lạc.
chua 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 vậy đó. Quên khoái thật này. It's good right? Yeah, trời ơi. Chấm ăn cái gì đó. Ăn nếp dữ ha. Thả Ngọc có kêu tôm tắm nữa. Chút để nào tôm tắm rồi coi sao. Vô Thái mà không ăn tôm tắm có Thái là cũng là một cái mất mát thiệt thòi và hoang phí. Ăn vừa vừa thôi còn vừa mấy món khác nữa. Còn cái gì lâu dưới này nè. Ôi cái sự không bờ rào kìa. Bỏ này nè. Rồi rồi ok. Phải xuống luôn đi cho nó gặp bàn. Rồi. Đó. Cái xương heo này đó thì Ngọc đã có ăn một lần ở Thái Lan rồi. Lúc mà Ngọc đi du lịch Thái với bạn Ngọc á, em bảo quay gần gần lại cho mọi người xem cái xương heo này. Thì đây là một cái món ăn mà Ngọc nghĩ là ai tới Thái Lan cũng sẽ thử. Cái xương heo được nấu rục ra rồi có ớt nhiều trong đó, nhưng mà nó này rất là cay. Ngọc nói mà Ngọc phải nói người ta là bỏ ít ớt thì vô thì nó mới không có cay nhiều, nhưng mà nó vẫn cay nha các bạn nha. Ở trong cái này thì mình được hai cái khúc sườn nấu chung, ở trong đây là có nấm đồ nhưng mà cay, very spicy, đổ vô vậy nè. Okay, anh bảo cho Ngọc mượn cái anh bảo đó. That's a very spicy soup. Yeah, spicy đó. Cay lắm. Sườn bự ghê không? Sườn này á hả, một người ăn nó cũng no luôn hết rồi đó. Đi ăn cái này mà có đông đông người vui đó. Mắm được hả? Chấm với mắm à? Mắm mặn á hả? Mắm mặn. Không biết người ta có ăn kiểu đó không? Mình ăn. Em ơi, cho chị một chén nước mắm mặn được không? Rồi chị cảm ơn nha. Cái này thì mà nay lấy cục sườn hay sao? Bự quá. Sườn bự quá. Bự quá trời bự luôn. Sườn là nãy rồi cũng sống lưng. Cái gì á nè. Mà cái này thì món này là mỗi có coi video là mỗi thấy rồi ha. Quang rồi nữa nè. Quang rồi hả? Chua 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 vậy đó. Không có nước súp nè. Phải xin lấy nước mắm là được. Đâu cay vậy ta? Xong bé nó nói cay lắm. Cái nhân viên á sao cay đâu, the vậy hả? Ngọc là người không phải ăn cay dữ dằn, nhưng mà nào cay là nói cay, nào the là mình nói the. Cái này nó cầm cái tay luôn chứ còn gì thôi. Xương ta nấu mềm á, hấp vô cái nước sốt chua 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 đỡ ngán. Không, nói nhiều vậy chứ cũng xương không à. Xương. Ừ. Đó, mình ăn chỗ đốt sống. Sống xương được không à. Ăn miếng vô cái súp miếng nước súp. À, nó thơm mùi à. Rau nêm nữa. À, lấy chút lắm. Chế nước rồi. Ừ, cái đá không thơm. Lấy chút lắm. Rồi á. Lấy chút ăn da nhiều. Mấy cái dùng mà Việt Nam mình hồi xưa cũng chịu văn hóa bên Thái cũng nhiều lắm. Thái luôn. Mày bảo xương nó quá một bẻ ra cái da ha. Phải ăn vậy thôi chứ còn không có đường nào mà cầm muỗng cầm đũa được gì.
Maybe you want to take a bite? Sure. Nó rất spicy vậy. Rồi, chị cảm ơn nha. Cái mắm nè. Cái mắm, mắm đúng mặn luôn. Cái gì vừa đây. Pretty good. Khó. Cơm lên. Hấp tương miếng nước đỡ khô. Rồi, chị cảm ơn. Cái này mình bắt chanh mà mình chọn đây. Rồi. Cơm chiên này đó. Thật ra là cơm chiên này là cơm chiên giống như cơm chiên với mắm vậy đó mọi người. Anh Bảo quay gần gần lại cho mọi người xem nguyên cái dĩa cơm dùm cho Ngọc. Thì cái dĩa cơm này là gồm có ớt nè. Có bên này chọn bên này trước đi. Thì gồm có đậu que sắc nè. Cái này là lạp xưởng nè. Cái này là thịt nè. Chanh nè. ớt nè. Hành tím nè. Tôm khô nè. Xoài nè, ở trên đây á, là cơm kèm theo với một chút trứng ở trên này. À, nếu như mình ăn chua á, thì mình nhắc chanh vô. Bạn có muốn ăn chua không? Không. Rồi mình bỏ chanh ra. Ớt thì mình bỏ ra bớt mớ đi. Rồi mình sẽ trộn đều lại với nhau. Không, Ngọc đâu muốn ăn chua đâu. Yeah. Trộn đều lại. Thì cơm này là ăn thôi nó thơm mùi mắm từ nhiều. Đó, chỉ vậy thôi. Nhưng mà anh Bảo ăn món này chưa? Ngọc nghĩ là Bảo sẽ thích món này. Cơm mắm ruốc thì ăn được. Cơm mắm ruốc đó thì đó, giống vậy đó. Cái này là cơm mắm ruốc gì nữa. Rồi, giờ anh Bảo sẽ thử cái sườn. Nếu như mà mọi người mà mới vô kênh mà chưa biết anh Bảo là ai á, thì anh Bảo là anh ruột của Ngọc. Trong gia đình thì ba mẹ sinh ra được hai người con. Đó là Huỳnh Trí Bảo và Huỳnh Thị Bảo Ngọc. Huỳnh Trí Bảo nha, chứ không phải Huỳnh Cao Bảo nha mọi người. Huỳnh Trí Bảo nha mọi người nha, Huỳnh Cao Bảo là lừa gạt. Dạo này có một cái tài khoản á, lấy cái tên là Huỳnh Cao Bảo để lừa gạt mọi người khi mà mua hàng. Chuyển khoản trả tiền trước. Đó, hàng bên Ngọc á, nhắc lại cho mọi người sẵn tiện đây luôn. Hàng bên Ngọc là khi mà mình mua á, là mình khi nào nhận được hàng mình mới trả tiền nha. Ai mà nói mình chuyển khoản trước rồi mới gửi hàng là lừa đảo mình hết á. Mà khổ một cái là cái tên giống gần gần giống anh Bảo. Anh Bảo tên là Huỳnh Trí Bảo. Cái tên này không biết tìm ở đâu ra được người này tên là Huỳnh Cao Bảo. Công nhận hay, lừa gạt mà. Nên là hả, lừa gạt mọi người đó. Cái cơm này khi mà mình làm trộn ra cái mùi mắm nó lên phất phới liền. Bảo thích vô miếng súp đi Bảo. Chế vô cái chén miếng súp nè. Đó. Nấm nè. Ồ, nấm đó. Like a almost like a stir fried rice. Yeah, huh? Try it. Okay. Yeah, your spoon with the pork. Okay. Oh, very spicy. Cay kinh khủng nha. Cái gì? Cơm. Thôi cay kinh khủng. Bảo ăn chưa? Rồi. Thôi. Very spicy. cay mà vừa vô một cái là nó cái miệng mình nó lan ra liền rồi cái cay đó gọi chắc gọi là cay hổn. Wow. Cay á. Ha. I mean just like one kernel and I'm like oh. Cay. Cay. Nó bình thường mà ta. Không oh. Cay. Thử lại đi. Cay quá. Wow. Here, can I pour this there in your bowl? Yeah. You're very good, very cay. Cay bộ. Không. But that's Thai. You know, Thai likes really spicy. So Thai rất cay. Yeah, nãy giờ đắp phần cay đắp lên lên rồi. Lên à? Wow. Cay không? Giờ còn thêm món tôm, món thịt bò, với lại món gì ta? Bút nó đi rồi cho em nó dọn cái. Ở đây nước hết hả? Rồi. Về lại phần bên đó mình của mình hấp đi. Rồi, đó, tôm đó. Miếng nước ngọt đó em cho chị cho thêm ly nước ngọt nữa. Tôm sốt xanh. Tôm xanh, tôm này là tôm. Oh, is the head cooked with the bodies on? Yeah, cái đầu thì đã chín rồi. Còn cái mình thì chưa chín.
À, sống luôn, tôm sống luôn. Ăn chung với lại cái nước chấm xanh như thế này. Ở dưới đây thì có thêm củ hoa trang trí rồi này kia. Này chắc tỏi quá. Này chắc tỏi nè. Đầu này thì nó chín rồi. Rồi ok, bây giờ thì thử một cái đuôi tôm nha. Chấm vô đây. Hòa vào cho nó tắm vô đây tắm. Hòa mình vô, tắm vô. Ui. Đó. Tắm cho ướt. Is that spicy too? Cho nó mát thiệt là mát, mát quá trời mát. Well, it smells spicy. Bảo đang sườn. Rồi, chị cảm ơn em. Ừ, đúng rồi. That's gonna be good. You think so? I think so. Này chắc muối ớt xanh quá. Thử nha. Bỏ nguyên tôm ăn luôn. Mời mọi người. Cay rồi. My gosh, it's crazy. No. No. Tôm béo, không có mùi tanh, tan ra bên trong miệng của mình, không có cay gì mấy. Nhìn cái đầu này, đầu tôm nè. Bảo còn hấp nè không Bảo? Anh còn hấp hết em. Ừ. Đầu tôm giòn, thì mình muốn thử hả? Ok. Thở giòn em. Chút dip it, dip a little bit. Rồi, ok. Ok. Rồi, cảm ơn em. Here goes. Thử cho Điều Quynh thử nè. Điều Quynh thì ăn hào sống thì có lý, còn ăn tôm sống thì chưa chắc. Đây là lần đầu tiên ăn tôm sống thì phải. Your first time eating a raw shrimp, right? I think so. Còn nghĩ vậy đó. Chưa nào giờ chưa bao giờ thấy ăn tôm sống. Maybe on camera. No, no, off camera you never try the raw shrimp. Chưa bao giờ thấy ăn tôm sống. What do you think? It's soft and the sauce is sweet. The head is very crispy and buttery. Hình như cái đầu á là người ta làm chung với lại chiên á, thì chiên chung với lại bơ nhiều, rất là béo, thơm. A little spicy though. Bảo ăn miếng đi. Không. Sao vậy? Wow. Sao làm gì làm biếng? Be adventurous. Ừ. Ăn con ăn con tôm ăn cho biết cái gì đâu, ăn con tôm làm biếng. Uống đi. Yeah. YouTuber gì review đồ ăn gì mà làm biếng. Yeah, I'm a YouTuber. Ừ. Okay. Sợ YouTuber này thì chứ. Này là phải uống bia thì mới ngon. À, đó, là tại vì không có bia là muốn ăn nè, để ba. No beer, no raw food. Bảo xin ghế em để cho cái dĩa mới để cho nó không không. Gần thôi nữa, no. Đây là cái món mà cuối cùng ngày hôm nay mình kêu ra. Đây là món bò barbecue, bò sốt barbecue. Thì cũng giống y chang như cái món thịt heo hồi nãy, cũng là Ngọc không biết nước sốt thì giống hay không, nhưng mà cũng ăn chung với lại xôi với lại những cái rau này hồi nãy cũng có luôn. Đây là món chào chồng Ngọc anh kêu ra. Rồi thì bây giờ mình thử thưởng thức cái món này xem như thế nào á mọi người nha. Bò sốt. That's a lot of sauce, dipping sauce. Get some of this rice, sticky rice to switch it with. Cái sốt này ngọt. It's sweet. Is it the same sauce? Good. I think it's the same sauce. Thịt bò thì hơi cái kính nè. Bò ngâm nhiều. Thịt quả nướng thì thơm. It's very chewy. Yeah, I like the pork better. Cái thịt heo thì nó lại mềm hơn thịt bò. Nhưng cái món bò này cũng được. Not too bad. Not too bad, but for like beef jerky. But if I go here, I would never choose this. No. Again. No, no. I definitely get the pork. Yeah, nếu mà có tới lần sau nữa thì mình sẽ chọn cái thịt heo. Nhưng mà tại vì mình ăn, cho mình trải nghiệm. Thử miếng thôi. Come on, YouTuber. Thử muốn miếng thôi. Oh my goodness. I'm full. Ủa, này giống như cái kìa. Oh, you don't want to ruin his very thin complexion with it.
bò ăn nướng lên. Không bằng cái kia. Đúng rồi, không bằng kia, không bằng heo kia. Cái heo ngon hơn. Heo có lý heo hơn. Đúng rồi. Dạ, yeah, heo better. Mềm hơn, bò này hơi dai. But just to try, you know. Gotta, thử mà. You don't know if you try. Đúng rồi, phải thử mới biết được chứ. Này thích ăn bò thì mình kêu bò. Nhưng mà cái thịt heo đó hồi nãy là cái signature của quán này luôn. Nó làm ngon á. Nướng chiên ngon. Đó, như vậy là cũng đã kết thúc 6 món. 6 món ăn của cái tiệm đồ ăn Thái hôm nay. Không gian thì mát mẻ, lịch sự, sạch sẽ. Rồi bây giờ đi về thôi mọi người ơi. Giờ qua đường hả Bảo? Xe mà nhậu bên đường nên qua đường hả? Qua đường hả? Xe đậu tuốt ở bên đó. Chào anh. Ok, tới nhà nè mọi người ơi. Thì tới nhà rồi. Rồi mấy đứa nhỏ rồi. Ở nhà nào đây? Ồ, chính đang sạc sa tế nha. À, tiếp tục một chảo sa tế của bà ngoại chay chay nữa đây. À, quá ngon lành luôn. À, Tâm nhút nhát đang chuẩn bị những chuyến hàng tiếp theo cho buổi trưa đó hả? Hello chị Ngân nha. À, nay vòng vòng Sài Gòn một chút nữa đưa cái đơn mà hồi nãy em mới đưa chị á. Là mua một sụn vi cá mập, một fucodan, một nhị hoa và một chống rụng tóc. Đó, đúng rồi. À, chút nữa đi cho chị Ngọc cái đơn đó nha. Cái đơn đó là chị đó, chị ở bên Mỹ, chị mua tặng cho người thân chị ở Việt Nam. Gửi cho chị liền giùm chị Ngọc một cái. Đúng rồi, mọi người có thể là trả tiền ở Mỹ. Rồi cái Ngọc nhận tiền ở Mỹ rồi, Việt Nam là mình ship đi hết luôn mọi người. Rồi để qua quay ra chạy chút xíu cho cô chú coi coi. Hồi sáng giờ nó làm gì rồi? Ủa, ai mới mua dép mới hay gì đây? Dép mà nhìn nè, mới cứng này. Mét nữa, nó thấy mặt tôi là nó mét, Ủa rồi con dậy hồi nào, À, rồi, giỡn á, Rồi con nhớ mẹ không? Rồi chút nữa mày xử ha. Xử liền. Sao? Mày xử liền hả? Cái này thì mấy con đứa con nít chơi với nhau thì mỗi ngày không biết vậy đó cô chú ơi. Đứa này cái bính đứa kia, cái chút đứa kia bính đứa nọ, cái đứa này cái đá đứa kia, đứa kia đá đứa nọ. Không có đứa nào vừa hết á. Rồi nó chơi nhưng mà cuối cùng là không có đứa nào là đứa đó nhớ. Con nít là như vậy đó, không có vậy là không vui. Nó đâu có biết cái gì đâu, phải chi mà nó người lớn mà nó biết như mình thì chuyện bình thường rồi đúng không? Đâu có chuyện gì để nói. Mà nó một ngày là xử 100 vụ mà cái con chay này nè nó cũng chọc ghẹo dữ lắm. Không có đứa nào mà là thua đứa nào quá ngoại ơi. Cho em chay về Mỹ luôn rồi đi. Đứa nào cũng chọc hết á. Anh hai tấm mà em chay đi chụp hình. Làm cánh gà chiên mắm cho Điều Quynh. Ủa, con với Điều Quynh anh bảo rồi mới đi công chuyện xong rồi ăn luôn rồi. Mẹ làm đi cánh gà chiên mắm cho Điều Quynh à. Để chiều ăn. Chút nữa là chú Bình Tiến Phượng cô Nhung bên đây rồi lên nè. Đang chuẩn bị lên tới mình giờ. Mà ghé đây ha là ghé mình để chơi ngủ lại đây đêm luôn. Rồi cái ngày mai là đi Hà Nội. Nên là tối nay sẽ giờ để nghiên cứu chỗ nào dẫn Benny đi vòng Sài Gòn được chưa? Rồi ok, tất cả mọi người cùng chào tạm biệt ông bà cô chú nè. Rồi chào tạm biệt ông bà cô chú nha. Bye bye. Bye bye đi chay. Bye bye cô chú. Đó đút vali ăn á, tình cảm không?